Chú Hề phải xem phân diện phấn lên mới được. Nhìn mà anh vô tánh được rồi, cũng nghe thành chú Hề được rồi. Anh làm gì mặt mày em làm sao nó hề hề vui vui đó. Hề không? Không kìa. Cái này vậy? Hả? Chú Hề phải nhỏ, giống như trẻ con á. Để à, ra vậy. Tôi thấy này giống chú Tiểu rồi, sắp tới rồi, xem tôi thấy giống thằng Cùi á. Bữa nào phải trung thu tôi thấy là giống thằng Cùi lắm luôn rồi đó. Đúng không? Ghế bên trái luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mời bạn trai nói trước. Dạ em là Lê Hoàng Long. Dạ nay em 31 tuổi là hiện ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là ở nông dân trồng thanh long. Trồng được nhiều không? Dạ cũng ít à. Bao nhiêu gốc? 200 gốc à. Rồi mình làm một mình hay là làm có ai phụ? Làm một mình à. Ủa nhưng mà em là đang sống với ai? Sống với ba mẹ. Thì rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em Trần Thị Ngọc Nhung, 31 tuổi, ở Long An Cần Giuộc. Hiện giờ đang làm công việc gì? Bán vé số. Long An luôn. Ủa hai người hỏi nhau vài câu coi mình có ở gần nhau không? Dạ, và cách cũng xa, hai con sông ạ. À, mình bán lẻ hay là mình bán sao? Dạ, bán lẻ. Bán lẻ. Rồi có khi nào trúng số chưa? Trúng số nhỏ nhỏ thì có trúng. Trúng số nhỏ có trúng rồi ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, của em là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê vậy. Giỏi dữ vậy, rồi cả ngày mừng trồng thanh long là mà tối mất ngày, nhiều. Dạ, tối ngày ôm gốc thanh long không? Tối nằm thư giãn. Thư giãn? Nghe nhạc à? Nghe nhạc, nghe thể loại nhạc gì? Trữ tình. Hát thử đoạn được không? Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lay và búi ngà nghiêng, bình minh nên tươi sáng bày che con. Rồi hết được rồi. Trời ơi. Điểm yếu của em là hơi nóng tính tí, nóng thì thôi chứ không có lâu. Đó giờ có quýnh ai chưa? Dạ chưa quýnh ai. Nóng là mình nóng với ai? Giờ mình làm mừng gì có một mình à, rồi nóng với ai? Thì đôi khi cũng lâu lâu tâm trạng cũng hơi buồn, hơi giận thôi chứ không có nóng gì. Rồi, thế bên em sao? Gì? Em thì không biết nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Thích nấu, mà có nấu không? Dạ cũng ở nhà cũng nấu. Nấu được món gì? Dạ nấu canh chua. Canh chua? Cá kho, thịt kho. Rồi ai ăn? Mẹ em ăn. Mẹ có ý kiến mẹ, gì không? Mẹ nói sao? Mẹ không chịu ăn nữa, mẹ ăn chay rồi. À vậy hả? Rồi nấu mà không ai ăn rồi sao có cảm hứng được? Dạ cho con trai ăn. Ồ có con trai rồi hả? Rồi vậy cái tình trường em như thế nào em nói luôn đi. Hồi đó có quen và cưới một lần rồi ly hôn, nay cũng 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi? Không có liên quan gì nữa hết. Lúc đó mình cái hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Dạ được một năm mấy. Lý do sao chia tay em? Người ta chê hoàn cảnh nghèo khó quá. Ủa ta chê gì? Lúc ta quen mình là người ta biết rồi chứ đâu phải là người ta... Lúc mà quen ấy là có nói về hoàn cảnh, cũng cho biết mặt gia đình luôn rồi. Mà đồng ý cưới, mà tới khi mà cưới xong được năm mấy thì chợt nghĩ về tới lúc mà có con rồi, cái nói ra là gia đình khó khăn quá không chịu nữa. Đã khó khăn rồi mà một mình đơn thân nuôi con chắc là cực lắm ha. Dạ. Năm nay con là mấy tuổi? Dạ tính chưa vậy, 9 tuổi rưỡi rồi. 9 tuổi rưỡi rồi. Ừ. Rồi 8-9 năm nay, 7-8 năm nay lý do gì mà không quen ai? À, thấy buồn quá, không thích quen ai á. Người có thì cũng để ý nhưng mà cái không có suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà hiện tại chị hỏi thiệt là giờ cái cuộc sống trong gia đình em là đã ổn định chưa? Nói chung ổn định thì con không ổn định gì mấy, nhưng mà cũng tự lập chứ không có nhờ vả ai hết. À, đang sống với ba mẹ luôn hả? Dạ, ba... ở với mẹ. Dạ ba mất rồi. Mình không kiếm cái công việc gì ở nhà, mình mà mua bán gì ở nhà thì... hồi đó có đi làm công nhân, hồi trẻ thì đi làm công nhân, nhưng mà về sau á cái sức khỏe không có tốt á, giờ quay qua đi bán cái nghề này luôn, nuôi con luôn. Với là... ngày bán mấy tiếng? Ngày bán một buổi. Một buổi thôi? Dạ, buổi chiều về lo cho con. À, rồi thu nhập vậy rồi có đủ lo cho ba cháu không? Dạ cũng đủ. Rồi còn bên mình thì sao, tình trường mình sao? Dạ em cũng đã có gia đình và được một bé 8 tuổi. Ồ vậy hả, bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái, giờ bé ở với ai? Dạ bé ở với mẹ. Bé ở với mẹ, dạ. Rồi mình có thăm nom gì không, qua lại gì dạ, không? Dạ ít lắm. Ít lắm, lý do sao không thăm nom, không qua lại? Thì tại lúc trước nói chuyện là lúc là ít có qua lại đó. Em không có đi thăm. Rồi cũng không nhớ con luôn, không có liên lạc gì với con luôn. Dạ. Trời ơi, chia tay bao nhiêu năm rồi? Dạ, chia tay nay 7 năm rồi. Lý do sao chia tay? Là hồi đó còn trẻ quá, nên nóng tính, có cãi nhau á. Vợ đưa lên ly hôn. Vợ ly hôn? Dạ. Bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay rồi, không có mối tình nào khác nữa không? Dạ, không có.
giờ chỉ đâu làm thôi. Với lại là không chưa muốn. Rồi lý do sao nay muốn? Nay thì tới nói chung là lớn thì cũng muốn. Thấy cái hoàn cảnh của này, thí dụ có đứa con vậy thì em có ngại gì không? Dạ không có gì hết thì... Còn nếu giả tỷ giờ em thành với cô bên này á, thì là ở chung là có con của cổ ở chung nữa thì em có ngại gì không? Dạ chắc được. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết lắng nghe, biết chia sẻ, với thương yêu vợ con là được. Còn em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em muốn lấy một dạ, người như thế nào? Bình thường thôi, dễ nhìn là được rồi. Biết lo chăm sóc gia đình là được. Bé này xinh lắm. Đó, cuộc sống hơi cực, hơi vất vả một chút dạ. thôi. Em có ngại không? Dạ không, cực khổ em chịu được, làm được. Rồi, bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra dạ. để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Chị cơ bản là chị nhìn thấy cặp đôi này là được đó. Thứ nhất là cũng gần nhà, cùng quê. Mình có dọn về ở chung với nhau cũng dễ. Anh ở với em cũng dễ, mà em ở với anh cũng dễ, sao cũng được hết. Chị Tường hy vọng như vậy nha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim nha. Và chị Tường sẽ mở cửa ra. Mở cửa trái tim. Chào bà. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Em ở gần vùng, em ở xã nào? Dạ em ở xã Phước Hậu. Dạ biết rồi. Anh ở đâu? Ở bên Châu Thành. Em có nghe nói. Rồi bây giờ giả tỷ nè, ví dụ dạ. như mình lấy nhau nè, em có làm dâu được không? Dạ được. Con với mẹ thì định sao? Thuận tiện thì cho con đi theo, còn không thuận thì gửi mẹ vài năm rồi sau đó mẹ có giống như mẹ không còn khả năng giữ nữa, mình giữ. Rồi thí dụ hai mẹ con đi theo là để mẹ ở nhà một mình được không? Mẹ dạ, sức khỏe mẹ lo một mình được không? Mẹ thì ở nhà mình được. Được đúng không? Dạ. Còn em sao? Ví dụ mà ổn được thì em mà muốn là bắt dâu hay là em muốn đỡ rể? Bắt dâu. Bắt dâu à? Dạ. Rồi muốn bắt dâu trước tiên nè. Trời ơi, nông dân thiệt tình đúng không? Tặng anh công thức anh làm, tặng em làm kỷ niệm ăn cho thơm đẹp da. Dạ em cảm ơn anh. Thanh Long ăn đúng rồi, Thanh Long làm kỷ niệm gì ông? Ơi, cái này là Thanh Long nhà chồng luôn hay là mua? Dạ, Thanh Long nhà chồng. Nhà chồng luôn đó. Dạ. Chào, chín trái bự quá em ha. Em có một vấn đề. Có một vấn đề rồi, vấn đề gì? Em về quà của anh á, là với là có chị là em quên đem theo. Này bây giờ phải có cái quà gì tặng ảnh. Dạ, em có một bài hát để mà tặng cho anh thôi. Có bài hát tặng anh, rồi vỗ tay cho em gái nè. Nếu có anh em sẽ là người hạnh phúc nhất. Nếu có anh em sẽ là bờ vai vững chắc nhất. Nếu có anh em sẽ là niềm tin của anh. Ủa sao bài hát chị nghe lạ quá vậy? Em tự sáng tác. Sáng tác hồi nào? Dạ lúc mà chương trình thông báo em là em thức nguyên đêm đó em tự viết ra luôn. Trời ơi dễ thương ghê chưa. Còn một bài nữa. Có hát luôn không? Dạ. Trời ơi anh đó. Hát đi, tại cái này anh hát hay hơn. Viết ra chương trình mời lên là viết ra liền, mấy lời đó là chân thành lắm á. Nếu Tết này không có anh, ai sẽ đưa em dạo phố phường? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em đón giao thừa? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em chúc Tết ông bà? Nếu sau này không có anh, ai sẽ cùng em cùng đi chung con đường tương lai? Xin hết. Ủa, mới làm gì à? Đọc thơ. Trời ơi, người ta sáng tác bài hát mà ông đọc thơ vậy, anh phải hát chứ. Được không? Không được. Phối nhạc luôn. Phối nhạc không được. Không, mấy Tết nay về hai đứa phối nhạc bài dạ, đó. Dạ. Nha. Rồi tôi thấy ngon rồi nha. Rồi bây giờ chị cho hai bạn một cái khoảng thời gian trò chuyện riêng với nhau, rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn thưởng thức món ăn là há cảo nấm tùng lộ và bánh xếp hẹ chiên của nhà hàng Mr. Lai. Rồi vừa thưởng thức món ăn ngon ha, vừa tâm sự với nhau ha. 5 phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. Anh ở dưới anh tự làm hả? Từ mình làm rồi. Anh đi làm rồi về có mẹ nấu hết rồi. Bây giờ anh ở chung với cha mẹ vậy giờ anh làm con anh giờ nếu sau này mình quen nhau thì dạ. con anh sẽ ở với ai? Không ở với mẹ nó. Ở với mẹ. Dạ. Dạ anh có ngại vấn đề con chung con riêng không? Không bình thường. Tại mình lỡ giỡn một lần rồi mà. Dạ. Dạ. Thế dụ mà sau này con em ở chung với gia đình anh nếu mà gia đình anh có thương không? Thì phải thương chứ, tại vì lỡ giỡn rồi phải thương mẹ, phải thương con luôn con chứ. Dạ. Yeah. Tại vì bây giờ em chủ yếu là tìm một người có thể thương mẹ con em suốt đời được. Dạ. Yeah. Giàu nghèo thì không có thành vấn đề nữa, nhưng mà quan trọng là phải thương yêu mẹ con em, đừng có khi dễ mẹ con em giống như lần trước. À. Anh thì bình thường làm chứ đâu có khi dễ gì đâu. Dạ. Yeah. Em hy vọng là sẽ được như vậy. À. Anh cũng hy vọng là được, được anh bấm nút. Anh ăn thấy ngon không?
Ngon. Em thấy nào? Em thấy món này đạo, ăn không biết ngon sao luôn. Bây giờ em đi lên với ai? Em lên với mẹ. Với mẹ à? Bữa nay tính dẫn con theo nữa nhưng mà con nó mất thi, không có dẫn. Anh đi với ai? Em đi mình. Đi mình à? Mẹ bận rồi. Anh thấy em sao? Đẹp mà, đẹp. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dạ, em thì nói chung được cái đó. Em thấy anh thế nào? Cũng được. Dạ. Tại vì cái điều kiện của em con không có quan trọng nên không có sao hết. Thì làm thì bình thường, nói chung là làm cũng đủ sống. Làm thì thời gian rảnh thì làm thêm, đi làm cho người ta. Nói chung là đủ làm có sống. Để giống như bên em hay làm nhiều ăn nhiều à. Như là dư giả thì cũng như là có đủ ăn thôi chứ không có dư. Nói chung đủ ăn là được rồi, đâu cần phải dư. Tại vì có mình em mà em say nên cũng hơi ngán. Và thời gian làm thế nào? Thời gian sao? Làm sao? Dạ, em thì thoải mái trong tuần luôn. Tại vì em bán cao lắm, làm 1 giờ là em về. À. Bữa chiều em rảnh, em chỉ ở làm công chuyện nhà nữa thôi. Rồi mấy mốt gì nếu về cho nghỉ bán số đi làm Thanh Long được không? Sợ em làm dở là không chịu á. Có gì đâu thì chỉ từ từ biết thôi. Dạ. Nói chung là làm công chuyện gì em cũng có thể làm hết. Nhưng mà quan trọng là làm dở thôi chứ em cũng không có khéo. Dạ. Thì chỉ từ từ, người mới cũng vậy, chỉ từ từ mới biết làm. Dạ, làm không có khéo như người ta. Dạ. Thì từ em... từ rồi cũng biết à. Dạ. Ai mới cũng vậy, mới thì đâu biết. Sao nãy giờ có ăn miếng nào không? Dạ có ăn chị. Có ăn ngon không? Ngon. Em ăn mấy món này lần nào chưa? Chưa. Dưới quê làm gì có đúng không? Dạ. Dưới quê làm gì có, lâu lâu có dịp lên đây chút xíu bấm nút hẹn hò là hai người ra ngoài ăn tiếp rồi đi chơi đi coi phim nữa. Dạ. Rồi mới về. Ủa lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Em lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Rồi định chừng nào về? Dạ đi chơi chút xíu về. Dạ. Tại vì Sài Gòn em không rành. Em có hay lên Sài Gòn không? Dạ không. Trời ơi, vậy hai đứa cùng chung cảnh ngộ rồi. Lát nắm thay nhau đi tung tăng ra. Ở đây á, là ban đêm là phố đi bộ. Nếu mà ở là chơi ban đêm mà tối tối về là vui lắm. Ở đây tối vui dữ lắm luôn. Đó, rất là đi vui. Đi xe buýt thì sao đi về được chứ? Đi xe buýt sao về được hả? Ủa em lên đây bằng gì? Đi xe máy. Đó, đi xe máy ra kiếm mua cái nón bảo hiểm nữa rồi đưa bà em về. Nãy giờ bàn chuyện được nhiều chưa? Dạ cũng sơ sơ. Thấy hợp không? Dạ thấy cũng được hợp. Lần đầu tiên khi mà nãy chị Tường mới vừa mở cửa cho team này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Hạnh phúc. Còn em? Dạ cũng như thế. Em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Dễ thương à. Nhưng mà cổ em nãy em có nghe hoàn cảnh cổ chia sẻ không? Dạ có nghe. Rồi cổ gãy đổ là gì á, là bên nhà trai á, bên chồng á là chê gia đình cổ là nghèo. Mình phải tính trước suy nghĩ coi mình có chê không. Dạ em không có chê. Đó, nói chung chứ, là chịu làm mà được. Chịu làm chứ để mình lấy nhau về rồi á, rồi không có cộng đa, không có đồng cam cộng khổ, rồi chia tay nhau nữa là khổ lắm. Hai người đã gãy đổ một lần rồi đúng không, chứ bây dạ, giờ lấy dạ. nhau rồi mà để gãy đổ nữa thì là không có nên. Dạ, tội rồi. Con lỡ, cái nữa lỡ đổ một lần rồi đúng không, rồi không dám đổ lần thứ hai. Thí dụ về của về nhà em đó là đem theo nhỏ về ở chung. Dạ. Rồi ở nhà ba mẹ em có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì đâu. Con nít nó ngoan à, mình người lớn mình thương nó thương lại. Muốn đẻ con nữa không? Dạ chắc muốn đẻ. Mấy đứa nữa? Thì đứa hai gì cũng được. Đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi đem cổ về thì bây giờ là cho cổ đi làm tiếp hay là muốn cô ở nhà? Đi theo làm theo chung em cũng được. Rồi thí dụ như cổ về nhà bên em rồi cổ muốn đi bán vé số tiếp được không? Dạ, muốn thì cũng được mà chắc em vẫn đi làm chung luôn. Ừ. Cho nó tiền. Sao em thấy sao? Chị nghĩ cũng thôi, đi bán kia cũng cực quá em, nắng gió là hư da mặt. Mà sao cô này cổ đi bán cả chục năm mà cái mặt cổ cũng đẹp quá trời ha, da dẻ mịn màng ha, hay thiệt luôn. Người ta đi ngoài chợ gì nắng nôi là hư không da, không có xài son phấn giống như người ta. À. Để tự nhiên hả? À. Đẹp không, thấy cổ đẹp không? Dạ đẹp. Mà công nhận không, đi bán ở ngoài chợ vậy mà mặt mày đẹp ghê luôn á. Thôi giờ về phụ chồng Thanh Long ha. Rồi thu hoạch có bàn tay người phụ nữ vô biết đâu mình nó khá hơn. Ủa đất còn dư không, mình nhân ra ví dụ 200 mình nhân ra 250-300. Còn không? Còn đất phải không, mà tại không có người trồng đúng không? Dạ không có người phụ. Rồi thấy chị thấy là ổn rồi đó. Bây giờ trên tay chị Tường có mấy lá bài của chương trình ha. Trong này có những cái lá thăm, mình sẽ bóc những rồi mình đọc lớn lên những cái yêu cầu trong này, rồi mình thể thực hiện những cái yêu cầu trong này. Thứ nhất là cho nó vui, thứ hai là cho hai bạn gần gũi với nhau hơn. Rồi mời em, ưu tiên em gái bóc trước. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Hãy làm theo yêu cầu bất kỳ của đối phương trừ hát. Bây giờ em muốn ảnh làm gì? Không biết.
Anh có thể làm trò gì vui vui không? Đâu có gì có biết làm gì đâu vui. Thì em yêu cầu người ta làm gì người ta làm cái đó. Cái này em có quyền mà. Thục dầu, anh hít đất, anh trồng cây chuối. Em muốn anh làm gì anh làm cái đó, nó là bắt buộc mà. Vậy giờ anh làm chú Hề đi. Chú Hề sao làm được? Chú Hề phải xẻ phân ăn diện phấn lên mới được. Nhìn mà anh vui tánh được rồi. Cũng thấy thành chú Hề được rồi. Anh làm gì mặt mà em làm sao nó hề hề vui vui đó. Hề không? Không kìa. Cái này vậy? Hả? Chú Hề phải nhỏ, giống như trẻ con á. Để à, ra vậy. Tôi thấy này giống chú Tiểu rồi, sắp tới rồi, chắc tôi thấy giống thằng Cùi đó. Bữa nào phải Trung Thu, tôi thấy là giống thằng Cùi lắm luôn rồi đó. Đúng không? Rồi bên này bóc lá nữa. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nhìn thẳng vào nhau nói cảm nhận. Rồi mời em qua bên đây. Mình thanh niên mình phải di chuyển chứ. Rồi hai bạn đứng lên đi, ôm nhau 30 giây nha. Rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận với nhau, tiến tới. Rồi ôm đi. Em run dữ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm người ta ôm phụ nữ, người ta ôm gốc cây thanh long không hà. Rồi cái tướng ống đứng không dám đứng thẳng nha trời, làm gì đứng không cong cong vậy. Rồi nói với nhau luôn đó, đứng đó nói với nhau luôn. Cảm nhận là cảm nhận là hồi hộp và run. Em thấy anh run quá trời luôn. Tại lâu quá không ôm mình run. Em thấy anh bình thường chút nữa là anh vui tính được. Dạ. Nói chung là mơ lâu quá là run, cảm thấy là run. Dạ, không sao. Từ từ sẽ quen thôi. Dạ. Từ từ sẽ quen thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Anh có thành tâm là muốn có vợ tiếp không? Muốn. Muốn. Nên vậy hai đứa mình bấm nắp hẹn hò, có nếu có gì thì mình làm sớm sớm cũng được. Dạ. Sớm sớm là bao lâu? 2-3 tháng vậy. Trời đất ơi, rồi ông chuẩn bị gì để đám cưới chưa mà 2-3 tháng? Dạ, dạ có rồi. Rồi chuẩn bị có tiền bạc chưa? Dạ rồi. Rồi phòng ốc rồi có chưa, ở nhà có chưa, có chỗ riêng chưa? Có chỗ riêng. Hợp lý quá, nếu nhanh vậy là em chịu không? Dạ thì nói chung là do đàn trai quyết định chứ em không quyết định nổi. Rồi, dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu mà chúng ta thấy có rung động, có thích cái đối phương thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy ông cái người này đối với mình không có, không phải gu mình, không phải là người mình muốn thì chúng ta không cần bấm. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Giá tỷ nãy cô không bấm rồi sao? Dạ không bấm thì hơi buồn tí. Buồn ha? Dạ. Nhưng mà thấy cô này hợp với mình không? Dạ. Hợp, chị thấy là hợp. Duyên dáng, hiền lành. Đúng không? Chịu khó. Dạ. Một mình nuôi con, rất là vất vả. Gánh vác với nhau, chia sẻ với nhau nha. Rồi chúc mừng hai bạn. Chị Tường rất vui khi mà ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tại vì cơ bản thì Tường nhìn thấy là hai bạn rất là phù hợp nha. Rồi một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt.